Apple, Facebook đòi truy cập dữ liệu người dùng, vào thứ ba vừa qua, các thượng nghị sĩ Mỹ đã lên tiếng chỉ trích lãnh đạo của Apple và Facebook đối với các biện pháp mã hóa của họ và đe dọa sẽ luật hóa toàn ngành công nghệ nếu các công ty này không cho phép các cơ quan thực thi pháp luật được truy cập vào những dữ liệu người dùng đang được mã hóa. Tại buổi điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã có một lần hiếm hoi đồng thuận cùng nhau khi đưa ra các dẫn chứng cho thấy việc mã hóa dữ liệu đã cản trở việc thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra các vụ việc xâm hại trẻ em và xả súng hàng loạt facebook đã phải vật lộn với hàng loạt cơ quan chính phủ kể từ khi họ thông báo kế hoạch mở rộng việc mã hóa đầu cuối trên toàn bộ dịch vụ nhắn tin của mình từ đầu năm nay trước đó ứng dụng nhắn tin whatsapp đã được mã hóa